Vâng, xin chào bác đến kênh xe đạp. Và hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bác một mẫu xe địa hình carbon. Vâng, và một mẫu xe là dòng xe Phantom Sportman. Và như những video lần trước thì em có về những chiếc Sportman vẫn là màu xanh trắng. Và lần này em về tiếp một mẫu xe địa hình carbon mà bên nhà em bán chạy nhất so với những cái dòng carbon, đó là dòng Java và Sportman. Hai mẫu xe mà rất là hot bên em. Và lần này mẫu xe Sportman bên em là nó nhỉnh độ mới cao hơn lần trước so với những lần trước, và xe có nước sơn còn rất là đẹp đây, và giá thành thì rất là tốt, tầm giá các nhé. Và bây giờ mình sẽ thấy chiếc xe ra. Vâng, cái mẫu xe Sportman này cũng còn gì xa lạ đối với bác đi địa hình nữa rồi, và những cái bác mà đã liên hệ bên em để có những chiếc xe địa hình carbon tốt nhất trong tầm giá thì hôm nay xe Phantom Sportman đã về. Vâng, lần này xe về nước sơn còn rất là mới, lốp và lít đĩa toàn bộ xe là trên 95%. Để bác nhìn nước sơn của nó rất bóng và sáng carbon đây các bác này. Và riêng cái dòng carbon Sportman này thì nó có nhiều đường vân nổi tạo những điểm nhấn cho xe. Đây, nhìn một phát là biết ngay những đường vân carbon của bác này. Đây, đường vân carbon da rắn này. Rất là trường xe. Đằng sau xe được làm rất là mảnh nhé các nhé. Mà được đề logo của thương hiệu xe Sportman. Cái hãng Sportman này ra đời hãng xe từ năm 1974 này các bác này. Carbon Team 1974 giết. Năm ra đời của hãng xe Sportman. Các bác có thể nhìn thấy nước sơn còn rất là bóng và sáng. Hầu như không có một vết xước nào cả. Và lần này xe về bên em rất là mới nhá. Đây là bên dưới xe mới có cái gạt là miếng Shimano để chống va đập xích xe. Bên trong còn rất là mới, các bác nhìn rõ đấy. Và em để nguyên theo cho xe các bác đi chống va đập và xích xước xe. Em đi từng chi tiết nhỏ trên khung xe, bác nhìn không có một vết xước nào cả. Xe lần này về là rất là người chủ cũ rất là giữ gìn xe, được giữ xe đẹp như vậy. Vâng, và vẫn là xe dòng đời cao, chạy dây ôm sườn. Cái tông màu trắng xanh này thì em đã có giới thiệu qua những các bác video lần trước. Những cái dòng xe màu này rất là đẹp, rất là nổi bật. Và lần này là cốt yên và yên xe cũng được người chủ cũ nâng cấp hơn. Nhôm sáng. Đấy, rất hợp cái xe so với những mẫu lần trước là của nó là ghi đông đen, nhìn rất là sáng xe. Bên này mình tới làm cách đóng cao su nhá, cao su đúc, tay đóng cao su đúc rất là bền. Các bác đi dây đóng này thì có ra mưa gió thoải mái, lắm gió thoải mái cũng không sợ hỏng. Đó là nguyên một cao su đúc hợp rất êm và chắc tay. Một lần này được sở hữu được nguyên bộ gờ đúc Shimano. Đây. Rất là mới. Đây là thương hiệu của xe này, các bác nhìn rõ ấy. Và tên của hiệu xe này Sportman. Thương hiệu của Mỹ. Các bác có thể lên trên mạng và tham khảo thêm. Xe được trang bị với giảm sóc dầu thủy lực Suntour XCT. Rất là mới. Đây bác nhìn này. Sóc và khung xe. Và nguyên một xe là còn rất là mới luôn các bác. Lần này xe về rất là đẹp. Và sử dụng Mayer cặp Shimano chính hãng bạc đạn.
bay bạc đạn của chính hãng Shimano nguyên cặp. Đây bác nhìn đây, vành cặp của Shimano, đây là vành sau đây, vành nguyên cặp chính hãng của Shimano, bạc đạn, trang bị cao cấp hơn so với lần trước và sử dụng kích thước lốp 26 x 1,95, vẫn là thông số lốp cơ bản của dòng xe địa hình, sử dụng lốp Kenza và những cái đường trên bề mặt xe li ti nhỏ này là những cái gai lốp giúp bề mặt bám đường ma sát tốt hơn. Đây, lốp vẫn còn rất là mới bác nhé. Gai lốp vẫn đây, các bạn nhìn nó vẫn còn gai lốp của xe đây. Xe rất là ít đi. Em đánh giá tổng thể xe trên 95%. Và ram mềm size 17-15, size Âu, nếu mà tính ra là của mình là size F, tôi hợp ca bao từ 1m6 đến 1m7. Xe được trang bị với đùi đĩa Shimano. Đây bác nhìn này, xe ít đi đâm ma là nguyên cái bộ đùi đĩa của nó là đây gần như là mới hoàn toàn. Bên an mặc đạn. Đây là bộ đùi đĩa của Shimano chính hãng, rất còn rất là mới. Đây là những cái bụi xe em chứ thời gian lau chùi xe mới về. Gạt đĩa của Shimano Ali Antut. Dây âm sườn. Và sẽ được sử dụng với củ đề Shimano Acera. Rất là mới. Đằng sau của xe vẫn là vành Shimano nguyên cặp chính hãng, vành bạc đạn, bay bạc đạn, sẽ được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đây các bác nhìn lip cái xích xe này, em quay gần cho bác xem. Đấy, còn rất là mới. Xe lần này về gần như là mới tuyệt đối, rất là đẹp. Và xe sử dụng 3 tầng đĩa cho bộ chuyển động của xe 24 tốc độ. Đây là yên xe này, yên theo xe. Cũng rất là mới luôn, không một vết xước nào cả. Yên xe này. Những đường xanh này là điểm nhấn cho trên khung xe, trên yên xe ngồi đó nhá. Đây. Rất là tông, rất là đồng màu. Và cái mẫu xe Sportman này là rất là hot bác nhé. Xe bên em về rất là ít về cái dòng xe địa hình carbon mà giá thành rất là tốt cho các bác sử dụng. Và bây giờ em xin đã tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, đây chuyển động của xe. Lên lip ạ. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Xuống lip ạ. Hầu như là xe chuyển động không một lỗi nhỏ. Bên tầng đĩa đây, xuống đĩa đây, lên đĩa, đấy có thể thấy rõ gần như là hoạt động của xe rất là tốt. Vâng, và em vừa đã tổng thể xong chiếc xe địa hình Phantom Sportman Carbon mà được rất nhiều các bác mong chờ, thì hôm nay em đã về một chiếc còn rất là mới so với những lần trước và xe được trang bị thêm với những cấu hình xe rất là tốt trong tầm giá các bác nhé. Vâng, và xe lần này em về có giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.